Vâng, xin chào thầy, anh chị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì giới thiệu cho anh chị và các bạn là một cái mẫu xe Mazda 3 nhé. Con này thì sản xuất năm 2004, vừa về cửa hàng bên em đây. Xe biển Hải Phòng. Con này phiên bản số sàn, động cơ máy xăng 1.6 nha anh chị nhé. Xe này thì hiện tại bên salon bên em đang bán là 185 triệu. Đấy, một cái mẫu xe Mazda 3. Và cái dòng này thì phải nói là chạy nó rất là lành máy rồi. Mazda 3 thì cái dòng xe khá là phổ thông. Khi trong cái thời gian vừa qua bên em quay cho anh chị và các bạn rất là nhiều rồi. Với cái dòng Mazda thì dòng xe của Nhật thì tất nhiên là cái độ lành máy rồi. Với bản 1.6 thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7 lít trên 100 km thôi. Đấy, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, nó chỉ nhỉnh hơn con Kia Morning một chút thôi anh chị nhé. Và Mazda thì form dáng của nó rất đẹp. Đấy, Mazda của dòng này thì form dáng của nó rất đẹp, về Mazda 3 form dáng của nó đẹp cực kỳ luôn. Đấy, bản 1.6 tiết kiệm nhiên liệu, số sàn. Anh chị các bạn nào mua về đi gia đình có mẫu Mazda 3 này thì rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, được trang bị cảm biến phía sau đầy đủ hết, bốn quả lốp đẹp. Đấy, trang bị bốn la răng đúc. Đấy, thân vỏ thì bên em đã cho tỉa sơn đánh bóng đầy đủ hết rồi. Vì vậy anh chị các bạn mua về là hoàn toàn là không phải làm bất cứ gì về cái mẫu xe Mazda 3 này cả. Đấy, về cái thiết kế của phần đầu xe của cái dòng Mazda 3 này thì cái form này thì nó giữ form đến năm 2009. Đấy, sang cuối 2009 nó mới có form mới, thì còn đâu là vẫn là form này như form 2009 thôi. Đấy, và giá tiền là tương đối hợp lý cho anh chị và các bạn, chỉ có 185 triệu thôi anh chị nhé. Đấy, Mazda 3. Và đây là cái phần nội thất của xe đây, sẽ cho anh chị các bạn xem về cái phần nội thất của xe luôn. Với cái mẫu xe Mazda 3 này. Đấy. Con này thì nó được trang bị hai túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ hết. Đây phần mặt táp ni của xe này, trang bị bốn tổng nâng hạ kính này. Đấy. Mặt đồng hồ xe thì chạy 22 vạn. Đấy. Đây cái phần túi khí bên phụ này, dành cho người là ngồi bên phụ này. Đấy, hộp số sàn, điều hòa dòng này thì nó vẫn là điều hòa cơ. Đấy, được trang bị màn hình camera lùi đầy đủ hết nhé. Đây túi khí cho người ngồi bên lái này. Đấy, với cái dòng Mazda thì phải nói là những dòng xe nó rất là đẹp, đồ đạc của nó còn liền lạc cực kỳ luôn anh chị nhé. Đấy, đồ đạc của Mazda thì nó còn cực kỳ đẹp. Ghế hoàn toàn là không rách dưới gì, với cái cờ tiền là 185 triệu cho anh chị và các bạn thì em nghĩ là rất hợp lý với cái mẫu Mazda này. Đấy, anh chị các bạn nào mà thích cái dòng Mazda 3 này thì lấy chạy hợp lý luôn này. Đây là cái phần nội thất, ghế hàng ghế phía sau của xe. Đấy, hàng ghế phía sau của xe đây, không rách dưới gì cả. Để em cho mở hết các cửa em quay cho anh chị các bạn luôn để cho nó dễ quan sát. Đấy, đây là cái tổng thành phần ngoại thất của xe đây, nội thất của xe đây. Anh chị thấy xe cũng khá là đẹp. Với đời 2004 thì cái mẫu Mazda này thì em nghĩ là một cái dòng xe cũng còn khá là ổn định về cái chất lượng luôn. Đấy, chạy chắc, riêng đối với dòng Mazda này chạy gầm bệ nó cực chắc luôn anh chị nhé. Đấy, đây này, về nội thất của nó anh chị nhìn thấy rất đẹp. Chưa đến 200 triệu một cái mẫu Mazda thì em nghĩ là hợp lý luôn. Đấy, nếu anh chị mua về đi gia đình ở cái mẫu xe này thì không có gì phải bàn về cái chất xe cả. Xe của nó khá là đẹp, cứng xe, đều xe luôn anh chị nhé. Đấy, đây này, nội thất về nó có, nhưng mà mẫu xe này về thì anh chị không phải làm gì nữa cả. Tất cả những cái chi tiết của xe thì bên em đã kiểm tra cái chất của xe hết rồi. Đấy, máy gầm cũng như là chạy thử, test thử rồi. Đấy, hoàn toàn không phải làm gì với cái mẫu xe này nữa cả. Đấy, mẫu Mazda 3 form dáng đẹp, giá tiền hợp lý. Dòng xe Nhật thì tất nhiên là nó bền bỉ rồi. Đấy, bên bỉ cũng như là mức tiêu nhiên liệu của nó hợp lý cho anh chị các bạn. Nếu anh chị các bạn mua về đi gia đình ở cái mẫu xe này thì hoàn toàn có thể đáp ứng được với cái gia đình 5 người, với một cái mẫu xe đi tránh mưa tránh nắng cũng như là anh chị các bạn đi làm ở cái mẫu xe này thì có thể là đáp ứng được chỉ với cái tầm xăng ăn 7 lít thôi. Đấy, tầm xăng ăn 7 lít thì có thể là anh chị các bạn đi gia đình rất là hợp lý luôn. Và về cái phần khoang máy của xe thì cho anh chị các bạn kiểm tra luôn về cái phần khoang máy của xe luôn. Khoang máy con Mazda 3. Đây là phần khoang máy của mẫu Mazda 3 đây anh chị này. Khoang máy của nó tương đối khô ráo và sạch sẽ luôn. Đấy. Và cái dòng này thì chỉ được trang bị có 4 máy thôi. Đấy, máy nên là vì vậy là máy chạy nó cũng tiết kiệm nhiên liệu nha anh chị nhé. 4 máy nên là vì vậy là xăng ăn rất ít. Đấy, tất cả chi tiết của xe thì còn tương đối liền lạc. Máy gầm thì chạy tương đối ổn định và chắc chắn luôn anh chị nhé.
tuyệt đối con này thì máy gầm chạy tương đối ổn định và chắc chắn luôn. Đấy, về là sẵn sử dụng chứ chẳng phải làm gì cả. Cái mẫu này và cái form này hay máy này đến 2009 vẫn máy này luôn anh chị nhé, chưa máy mới, chưa form mới đâu. Đấy, với cái giá tiền cho anh chị các bạn lựa chọn cái mẫu xe này 185 triệu. Anh chị các bạn nào quan tâm thì alo cho em Dương, số điện thoại của em là 0829777777 nhé chị nhé.